Đây là bài viết Khi nào là đã đến tuổi lấy vợ của tác giả Mihan Gu đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Chúng ta hãy bắt đầu bài viết này ngay bây giờ. Cảnh báo, chủ nhân của bài viết đang có suy nghĩ áp đặt, vơ đũa cá nắm, chân thành xin lỗi vì những chiếc đũa bị vơ nhầm. Các bạn có thể đọc tiêu đề rồi chạy thẳng vào trả lời luôn. Hoặc bỏ qua không cần trả lời, các bạn có quyền thế. Nhưng tớ vẫn thật tâm muốn các bạn đọc hết rồi trả lời giúp tớ. Hôm nay, tớ nói chuyện với chó Ngọc. Chó Ngọc bảo đang nói chuyện với một anh 30 tuổi, rất là vui. Mỗi tội anh ấy cứ nhắc khéo chuyện kết hôn với con cái, nghe mà muốn ná thở. Bạn biết đó, tớ là người cho chó ăn, rồi nghe hai con chó cãi nhau thôi cũng đã muốn ném ngay cái tô trên tay để vào mở láp kể chuyện. Thì dễ hiểu là câu chuyện với chó Ngọc cũng đủ làm tớ nuốt cơm chứ không nhai, để xong còn nhanh nhanh mà kể. Đùa đó, tớ nhai kỹ bình thường, chỉ là quên cả nuốt luôn vì đầu óc lo chú tâm nghĩ ngợi xem họ như thế nào để thế giới loài người nghe mà hiểu. Tớ ngu ngốc trong suy nghĩ và tương tự trong cách diễn đạt. Con người bây giờ thì thường chú trọng cách thể hiện bên ngoài chứ không rảnh mà nhìn vào bản chất bên trong. Tớ đoán thế. Dù gì thì tớ cũng không có cả hai nên không quan tâm lắm. Nên tớ kể chuyện, kéo khán giả quay về với câu hỏi xưa giờ thắc mắc. Đàn ông khi nào thì nên lấy vợ? Bao nhiêu tuổi là đã đến tuổi? Đoạn hội thoại 1 giữa chó Ngọc và anh 30 tuổi. Tớ bảo cứ nói chuyện thêm rồi thẳng thắn xem. Khi tình cảm của cả hai đủ lớn thì chắc là ảnh sẽ cố thư thả hơn hoặc bà sẽ cố nhanh hơn. Vì tìm được người kia trong đời khó lắm, đừng dễ dàng buông xuôi. Còn khi tình cảm chưa đủ, dù nói chuyện vui hay hợp như thế nào, anh cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc và đi tìm một người phù hợp hơn. Phù hợp ở tiêu chí đã sẵn sàng để kết hôn nữa, đương nhiên rồi. Tớ luôn tỏ vẻ khuyên như một chuyên gia vậy, mà quả thực là tớ đã thấy nhiều trường hợp như thế. Cứ thoải mái cười tớ đi, cứ cười luôn cho việc tớ không hiểu tại sao mới 30 tuổi mà các anh đã vội vàng kết hôn. Thế mà có một cái đồ thị mà tớ đọc ở đâu đó thì thấy đàn ông hấp dẫn nhất ở chừng 40-50 cơ đấy. Dầu tớ biết hấp dẫn nhất với thời điểm phù hợp kết hôn nhất không liên quan đến nhau lắm, thì tớ cũng không hiểu mốc 30 tuổi hay khu vực tuổi lân cận thì có gì liên quan nốt. Đoạn hội thoại 2 giữa chị tớ và anh người yêu cũ. Anh ấy và chị tớ đã là mối tình đầu của nhau và cũng đã chia tay dầm 7.000 năm trước. Rồi anh ấy có bạn gái, chị tớ có bạn trai rồi lại chia tay. Đấng tạo hóa luôn hào phóng phát người yêu cho mọi người như thế mà bỏ quên tớ. Bỗng dâm 7.000 năm sau là thời điểm tầm năm ngoái. Anh nhắn tin cho chị tớ, đại loại là kêu dù đã trải qua dâm 7.000 năm thì anh vẫn thấy chị là mảnh ghép phù hợp với anh nhất. Rồi thì ở bên chị là anh hạnh phúc nhất. Rồi thì anh vẫn không quên được chị của xưa kia. Anh kêu quay lại đi, nếu kết hôn thì chị không cần lo gì hết, chỉ đi làm cho vui thôi, còn lại anh lo hết. Chị tớ lúc đấy cũng đang nóng ghế vì đã đến đoạn hit the wall mà chưa có chồng. Chưa kể, không phải lo lắng chuyện tiền nong, đi làm cho vui là một combo quá hời. Trong khi lừa đàn thấp, công việc đàn áp lực rụng hói đầu cũng không thể đồng ý được. Giá mà đầu óc của chị tớ và giới phụ nữ đơn giản như thế mà đồng ý. Thế rồi anh ấy cưới chị người yêu hiện tại. Bây giờ đã có một cháu. Tớ tạm gọi chị tớ là mảnh ghép tinh thần, dù cái mảnh ghép thật là chị tớ của thời điểm còn yêu anh ấy. Chị vợ kia là mảnh ghép thời gian, ý tớ là anh đã đến cột mốc lấy vợ và chị này phù hợp. Đương nhiên là chị này cũng phù hợp với anh ấy một số phần khác nữa, chứ không dư mà chọn được ghép. Mà khoan đã,
Tớ tạm gọi như thế thôi chứ không hề có ý gọi người con gái là cái cục nhựa hay tấm bìa cứng nhỏ nhỏ vuông vuông bỏ trong cái hộp chữ nhật bán trong nhà sách hay gì đâu nha. Các bạn hiểu cho tớ là tớ rất ngu ngốc khoản diễn đạt. Các bạn gái phải bao dung mà hiểu giúp thêm là Mỹ tớ đây cũng là con gái, Mỹ còn trẻ, Mỹ cũng muốn hạnh phúc. Tớ kể câu chuyện hai trên với chó Ngọc, nhân vật ở đoạn hội thoại 1. Chó Ngọc buộc mồm bảo, đàn ông nghĩ đơn giản mà, đến tuổi thì lấy vợ thôi. Tớ tự nghĩ đến việc liệu họ có mãi đơn giản như thế được không? Dăm 7.000 năm sau, khi mệt mỏi bề bộn, những chuyện chỉ người lớn mới hiểu được. Khi rượu với thuốc lá được đút vô miệng, chỉ là hành động của tay chứ không cần đến chức năng của vị giác nữa. Họ có nghĩ đến việc tìm mảnh ghép tinh thần cũ hoặc tìm một mảnh ghép mới phù hợp với hiện tại không? Tớ tự nhủ, an ủi, một người đàn ông trách nhiệm sẽ trân trọng những gì họ đang có mà vượt qua cái trò chơi xếp hình trẻ con quái quỷ vớ vẩn đấy. Nhưng tớ lại tự hỏi, thực hiện sự trách nhiệm có dễ dàng mà gõ chúng ra hay không? Một số người nói rằng đàn ông cưới vợ sớm vì sự mong muốn, hay đúng hơn là ràng buộc của gia đình. Châu Á mình là vậy đó. Mình thật tình cũng nghe mà chẳng mấy đồng ý và thông cảm lắm. Khi việc dùng Tinder, OkCupid để hẹn hò, rồi Friends with Benefit, tình một đêm các thứ đã được bình thường hóa đến mức phổ biến như thế, mà các anh lại còn có tư tưởng truyền thống vậy sao? Tại sao các anh không thực lòng mà nói rằng con chưa sẵn sàng với bố mẹ? Các ông bà muốn có cháu bé, ok, đó là các ông bà quên nói tiếp, với điều kiện là cháu cưng có đủ cả bố lẫn mẹ đứng cạnh dựa vào nhau, nhìn ông bà với ánh mắt hạnh phúc âu yếm yêu thương. Cũng giống như cảnh phim quảng cáo trên TV ngày Tết á. Đúng rồi, sum vậy hạnh phúc yêu thương, chính nó, chứ không phải cảnh cháu ông bà chưa kịp lớn thì bố mẹ nó đã ly hôn. Tớ, thật lòng mà nói thì cũng gặp một số trường hợp lấy nhau lúc không có tình cảm mà gia đình vẫn ấm êm hạnh phúc. Nhưng, như tớ nói đấy, trách nhiệm chỉ dễ dàng khi là một từ được gõ ra trên bàn phím mà thôi. Thật lòng là tớ dốt thật, tớ đang thẳng thắn không giấu dốt nên rất mong được mọi người giải đáp thắc mắc. Tạm thời bỏ qua cái dốt một bên, tớ cầm tạm thứ gọi là chỉ số cảm thông lên để lên đầu, vì đột nhiên nhớ đến phim Ký ức về Masako mà thở dài. Chắc là do nỗi sợ cô đơn thật sự quá ghê gớm. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào sparoom.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thị.